Dạ, em xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị khách hàng đang xem qua kênh Trung Thực Auto chi nhánh miền Nam. Em là Thành, trưởng phòng kinh doanh của Trung Thực Auto chi nhánh miền Nam, tọa lạc tại địa chỉ 709 đường DT743B, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Trong buổi chiều hôm nay, ngày thứ ba 19 tháng 9 và em Thành lại tiếp tục lên sóng cập nhật cho cả nhà một mẫu xe vừa cập bến tại cửa hàng của em, một mẫu gầm cao 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota. Chắc có lẽ là một mẫu xe quốc dân đối với người Việt của mình rồi anh chị ạ. Một em Toyota Fortuner, em này của em Thành là phiên bản 2.4, máy dầu, số tự động, một cầu 2020 ha. Và em này của em thì mang biển số là Đồng Nai, một chủ sử dụng từ đầu, và em xe này thì đã sử dụng chuẩn chất 46.000 km, full lịch sử bảo dưỡng hãng. Ngay bây giờ anh chị cùng em Thành xem qua tổng thể chi tiết mẫu xe này cùng với em ha. Ở phần đầu xe, Toyota Fortuner được trang bị cho tất cả anh chị khách hàng là một dạng đèn bi anh chị, một dạng bi, và ở phía dưới thì cũng có đèn gầm đầy đủ hết cho tất cả anh chị khách hàng rồi. Theo em Thành đánh giá tổng quan qua về chi tiết bề mặt sơn zin của em Fortuner này, đang làm phần mộc mạc nhất, mẫu xe này của em thì vẫn còn đang được tới khoảng 90% là sơn zin anh chị. Đương nhiên là tổng quan về chất lượng cản trước cản sau thì nhiều khi là về cái chất lượng xe đã qua sử dụng thì việc sơn dặm tút tát là sẽ có anh chị ha. Nhưng mà bên em bán ra Trung Thực Auto, em Thành luôn đảm bảo cho tất cả anh chị khách hàng về các tiêu chí vàng, không đâm va, không thủy kích, không đại tu động cơ hợp số, và cũng như là đảm bảo về pháp lý bao sang tên đầy đủ hết cho tất cả anh chị khách hàng. Bao anh chị là tranh chấp phạt nguội luôn ha. Ok, cameraman có thể sang bên hông đây để có thể quay sang phần thân xe cho tất cả anh chị khách hàng có thể xem qua này. Tổng quan qua thì dàn vỏ em xe này của em thì vẫn còn là dàn vỏ zin theo xe anh chị ha. Riton đều là vẫn còn là theo xe hết. Và em này có đết tuần là 46/2019 anh chị. Tất cả đều là la zin phay hết rồi nè, rất là đẹp. Dàn vỏ còn cao lắm. Anh chị nhìn những cái chi tiết cản và như là phần má vè rất là liền lạc ha. Thường những cái chi tiết cản và cái phần má vè thì nhiều khi sơn dặm nếu mà anh chị va chạm nặng thì cái phần này rất là khó để bắt lại luôn. Em Thành chia sẻ thật. Ok, anh chị có thể nhìn qua phần tổng thể mình đồng thân xe cùng với em này. Em này của em thì mang ngoại thất là màu nâu anh chị nha. Ngoại thất là màu nâu thì có thể là trong đây hơi tối, anh chị có thể nhận nhầm ra là màu đen, nhưng mà thực chất ra là mẫu này là màu nâu. Xi nhan thì tích hợp trên phần gương chiếu hậu rồi nè. Ok, Toyota Fortuner là một mẫu xe gầm cao mà anh Thành đánh giá tổng quan là một mẫu xe mà cách âm tốt anh chị, khả năng trải nghiệm rất là ok ha, đầm chắc, và em xe này thì được cái là rất là lợi dầu. Cameraman có thể là quay luôn cái phần lốp ở phía sau cho anh chị khách hàng có thể xem qua nè. Phần vỏ dày thì anh chị phần cách âm sẽ được hoàn thiện hơn rất là nhiều. Em này của em thì cũng còn là đết vỏ theo xe, tuần thứ 46/2019 anh chị. Tất cả đều là la zin phay hết rồi. Đây, anh chị có thể nhìn qua này, những cái chi tiết cản sau. Đó, cản sau nè anh chị. Rất là đẹp ha. Chất lượng là miễn phải bàn rồi. Xe mới về nhưng mà đây là phần mộc mạc nhất mà bên em lên sóng cập nhật cho tất cả anh chị khách hàng. Thực tế qua thì xe mà về thì đương nhiên là tụi em phải spa này, rửa dọn làm đẹp này, bắt bóng và như là gầm máy là tụi em vệ sinh hết, anh chị yên tâm ha. Nội thất bên trong là tụi em cũng sẽ làm đẹp hết cho tất cả anh chị khách hàng. Anh chị không phải lăn tăn gì hết, anh chị chỉ việc lên xem xe, trải nghiệm và chạy thử cùng với em thôi. Ok, ở đây là phần hậu, đèn hậu là cũng là một cái dạng đèn LED nè anh chị. Đó, thật sự ra mà nói cái dòng Toyota Fortuner thì đem lại cho mình một cái mức tiêu hao nhiên liệu dầu rất là đáng nể luôn anh chị. Về cái mức tiêu hao nhiên liệu của mẫu Toyota Fortuner này anh chị, dao động chỉ từ khoảng hỗn hợp tầm khoảng 8 lít dầu cho tất cả anh chị khách hàng thôi. Và anh chị đi ngoài đô thị thì dao động tầm khoảng 7 lít dầu ha, rất là hợp lý. Mẫu xe này của em là sản xuất Việt Nam. Ở phần cản phía sau thì em này cũng đã được trang bị cho tất cả anh chị khách hàng là cảm biến đầy đủ rồi nè, cũng như là đã có cam lùi tích hợp sẵn hết cho tất cả anh chị khách hàng rồi. Biển số Đồng Nai ha, bên em sẽ bao rút hồ sơ cho tất cả anh chị khách hàng về có thể sang tên đổi biển được ở huyện hoặc là ở tỉnh của mình. Đó, anh chị có thể nhìn qua cái chất lượng sơn còn rất là mới. Ngay bây giờ thì anh chị cùng anh Thành xem qua cái phần nội thất bên trong mẫu xe này cùng với em ha. Mẫu này của em thì trang bị một cái nội thất cũng là ghế da màu nâu anh chị. Anh chị có thể tổng quan qua nhìn qua cái chất lượng ghế da cùng với em Thành này. Đó, nội thất còn rất là đẹp. Ô tô 46.000 cây thì không có gì để bàn cãi về cái chất lượng xe nữa anh chị. Từ những cái chi tiết táp lô hoặc là táp bi cửa, anh chị có thể nhìn qua tổng quan với em ha. Đó, rất là đẹp anh chị. Keo chỉ cũng là nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào rồi. Cái đó là cam kết của Trung Thực Auto rồi, nên là anh chị không phải lo lắng về chất lượng xe. Đây là phần vô lăng của em Toyota Fortuner này, thì cũng đã có trang bị cho tất cả anh chị khách hàng là có những cái nút bấm tích hợp trên vô lăng, bảo như là đặc biệt có lại chuyển số trên vô lăng. Đây là điều em Thành rất là thích khi mà sử dụng những cái mẫu xe này. Ở phần màn hình thì có giải trí và cũng như là có tích hợp luôn cam lùi ở trên đây luôn cho tất cả anh chị khách hàng, để em Thành có thể quay qua luôn cho cả nhà nha. Đó,
kết nối điện thoại thoải mái anh chị, có chế độ Eco hoặc là Power này, và cũng như là cân bằng điện tử ABS thì cũng đã được trang bị đầy đủ trên mẫu này rồi. Điều hòa thì cũng lạnh rất là sâu. Mẫu xe này thì có trang bị ghế chỉnh điện bên tài luôn cho cả nhà. Để em Thành sẽ xuống hàng ghế phía sau ngồi xem, là để em Thành anh chị có thể trải nghiệm cùng với em trên phần hàng ghế phía sau mẫu xe này nhé. Có thể là phần nội thất bên trong hơi dơ một xíu, anh chị thông cảm giúp em, bởi vì mẫu xe này thì là một mẫu xe mộc mạc nhất mới về thôi. Đây là phần hàng ghế phía sau, ghế còn căng đẹp lắm anh chị, chi tiết nội thất ghế còn rất là mới ha. Dạ đây là một cái bệ tì tay của em Toyota Fortuner này, cũng như là có cửa gió hàng ghế phía sau đầy đủ hết rồi, và ngay cả cái hàng ghế thứ ba cũng có cả cửa gió điều hòa luôn nha anh chị, nên là anh chị yên tâm về cái phần gió máy lạnh. Ở đây thì có một cái tẩu sạc rồi. Dạ đây, thật sự ra mà nói thì Toyota Fortuner là một mẫu xe em Thành đánh giá nhanh. Toyota lúc nào về cái phần option thì cũng sẽ không được trang bị nhiều như những cái dòng Hyundai hay là Kia, nhưng mà bù lại thì Toyota đem lại cho mình một cái cảm giác yên tâm hơn khi mà anh chị lưu thông trên đường, bền bỉ về động cơ này, bền bỉ về cả cái điện đốm này, rất là ok luôn anh chị. Em này thì được cái là bảo dưỡng đầy đủ thường xuyên trong hãng rồi, nên là anh chị không phải lo. Để em Thành sẽ quay qua luôn cái phần động cơ cho tất cả anh chị khách hàng có thể đánh giá tổng quan qua cùng với em Thành ha. Anh chị lên xem xe, anh chị có thể mang ra bên thứ ba chết tết cho yên tâm thoải mái hơn về cái chất lượng xe bên em, thợ thầy hoặc là anh chị có thể chết hãng thoải mái nha anh chị. Dưới nắp capo này là động cơ máy 2.4, máy dầu 2.4 anh chị. Và cái phần cách âm từ khoang nội thất so với lại cái phần động cơ thì hoàn thiện, Toyota Fortuner hoàn thiện rất là tốt. Anh chị nhìn qua những cái chi tiết ốc cùng với em này, mọi chi tiết ốc đều là còn là nguyên bản hết, không có dấu hiệu tháo mở thay thế sửa chữa gì hết nha. Ngay cả két nước và bình nước nè anh chị, ở những cái chi tiết cổ dê còn đều là nguyên bản hết. Két nước, ốc két nước, những cái thanh dằn khung xương của xe này, anh chị thấy không ạ? Những cái ốc xương xe, ốc cabo, keo chỉ liền lạc hết anh chị, keo chỉ rất là liền lạc nha. Đó, như em Thành đã nói, ưu điểm của khối động cơ này của Toyota Fortuner là một khối động cơ lợi dầu và bền bỉ, và cũng như là về cái phần điện, mẫu xe này cũng hoàn thiện rất là tốt và bền bỉ ha. Mẫu Toyota Fortuner phiên bản 2.4 số tự động máy dầu một cầu sản xuất đăng ký lần đầu 2020 này, anh chị nào quan tâm có thể liên lạc trực tiếp qua số hotline của em, hoặc là có thể đến trực tiếp cửa hàng. Em Thành xin nhắc lại địa chỉ là 709 đường DT743B thành phố Gia, tỉnh Bình Dương anh chị. Em Thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi phần video này của em. Anh chị đừng quên cho Trung Thực Ô Tô một like, một đăng ký và chia sẻ kênh giúp em, để em Thành cũng như là anh em có nhiều động lực ra nhiều video hơn, giới thiệu xe mỗi ngày đến cho tất cả anh chị khách hàng tham khảo nhiều mẫu xe hơn. Dạ rồi, em Thành xin phép là kết thúc video tại đây ngày hôm nay. Xin chúc tất cả anh chị có một buổi chiều thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và gia đình của mình. Em Thành xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ạ.